Em trên kênh người ta xem Dota chứ có nhiều người ta không hiểu Hero 3 sao người ta xem. Mình nói chung là mình sẽ dành cho một cái khoảng thời gian vào lúc buổi tối để giải trí cho anh em, nhưng không phải là tất cả cái khoảng thời gian mà bỏ kênh của mình truyền thống thì nó vẫn là Dota mà. Ôi, nó gạt kèo solo mè gớt là chết con đi mẹ đấy. Lúc tôi đánh kèo ở 83 chắc thằng nhóc đấy nó thì phải có khi nó chưa biết đến Dota. Nó làm gì biết đến Dota. Z thì mình sẽ mới không được đánh các bạn bên này như là cấm. Dép bên này như là cấm bây giờ ấy. À mấy thằng này nguyên tem. Under attack. Our forces are under attack. More gold is required. Không phải là tôi không không cầm hay là không thích mà căn bản là mình ngày xưa tôi chuyên carry mà ngày xưa tôi đánh chuyên về carry mà đánh tất cả các loại carry PA, VL, mọi thứ tôi chuyên carry mà. Bản thân tôi sinh ra trước trong tay chữ rồi nó cũng là cây đi thuần rồi, khả năng farm thì rất tốt. Và về sau này mình cảm thấy những cái vị trí đấy nó không hợp với cái đồ đánh của mình, là cái cách của mình nữa, cái cách mình nó thay đổi nhiều rồi, thành ra mình không hợp đánh cả carry nữa. Nếu những cái thằng carry nó phải ích kỷ ấy, nó bỏ tay nó đánh nó farm nó sẽ nhanh, mà đồ đánh nó sẽ hiệu quả hơn mình. Bây giờ mình đánh nó thiên về cái việc hỗ trợ với cả đánh với việc kia tem nhiều, nên thành ra là mình đánh nó không hiệu quả mấy. Trời đi mẹ vào trường rồi em. Ôi rồi mẹ. Ôi đi con mẹ thằng rồi. Con mẹ nó hết trời rồi. Đi con mẹ mới hết trò nó vào trường rồi hết. Ôi đi con mẹ. Mẹ nó đuổi nó đấm nó cái đi. Ôi đi đi thôi,
mẹ chẳng làm cái lồn thì ra mất con mẹ 200 máu. Mày nè, làm anh lồn đấy. Con mẹ. Mẹ cái GS bên này nó khô nó lồn là nghĩa là phải đuổi đấm cái thằng nào. Our brethren's town is under attack. Our brethren's town is under attack. À, mất mẹ 200-300 máu cày với luôn. Our brethren's town is under attack. 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 Killing spree. Insufficient mana. Insufficient mana. Ủa, thì con mẹ phê tao vua luôn kìa. Phê tao luôn kìa. Dominating. Insufficient mana. Cái thằng Dũng nó vừa gọi mình. Văng rồi. Đấy. Our brethren's town is under attack.
chung cái mô rất ngon mà. Our brethren's town is under attack. Our brethren's town is under attack. Our forces are under attack. Killing spree. Our brethren's town is under attack. Our brethren's town is under attack. Our brethren's town is under attack. Brethren's town is under attack. Our forces are under attack. Our brethren's town is under attack. Our brethren's town is under attack.
Our brethren's town is under attack. Killing spree. Dominate kill. Our forces are under attack. Our brethren's town is under attack. Killing spree. Mega kill.
Unstoppable. Our brethren's town is under attack. Our brethren's town is under attack. Forces are under attack. Killing spree. Dominant kill. Killed.
Holy shit. Monster kill!
Holy shit. Double kill.